say thank you to all the ladies, and we got the top five. Close a little more into the front, because now we're doing the crowning ceremony. We're doing... Third drummer up is... cho một người đẹp nào thì cũng có sẽ có tin đồn thôi, nhưng mà em cảm thấy là em cũng không có quan tâm lắm, hay là em chỉ lo tập trung vào công việc và tập trung vào thi cử cho thật tốt. Em mong mọi người hãy ủng hộ em. Chị xin lỗi em, nhưng mà chị hỏi cái câu này nó làm cho em cảm thấy buồn, mà chị cũng xin lỗi em trước khi chị hỏi, tại vì cuộc thi trước đó, cuộc thi của em là cuộc thi hoa hậu mà cho phép các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ á, do Mai Diệu Linh rồi có anh Phan Anh, có Trương Hồng Ánh và Võ Hồng Yến làm giám khảo á, thì có tin đồn là em mua giải cái vương miện với giá 1.2 tỷ, thì em nghĩ như thế nào về tin này? Cái cuộc thi đấy cho phép thẩm mỹ, nhưng mà không phải bất kỳ ai cũng đã thẩm mỹ rồi, có thể có người đẹp tự nhiên, nhưng mà ai cũng muốn thử sức mình đến với tất cả các cuộc thi ấy, muốn mình có kinh nghiệm, có kỹ năng nhiều hơn. Về còn tin đồn mua giải thì bất kể một người đẹp nào đi thi cũng bị nghi án là cái vấn đề đó, nên là còn em cũng không quan tâm vấn đề đó, vì em cũng sẽ thể hiện tất cả khả năng của mình ấy, để chứng minh cho mọi người thấy. Và còn chặng đường sắp tới thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy và em sẽ chứng minh cho mọi người. Thế là cái vấn đề một cái biết của các đại diện thi không phải vậy, mà đối với tôi thì mỗi lần bước cao thì nghe sắp tới chứng kiến cũng cái lợi hại nhất của mỗi người đó chính là sự hút. Và ngôn ngữ ở trong thi quốc tế các bạn có thể gọi là thấy, nhưng mà còn người cô ở đến một quốc gia mà dùng đó là ngôn ngữ đẻ trở thành phong trào thôi. Cho nên là đối với tôi thì đẹp thì quen, xấu thì nghe, những cái gì mình không tốt thì mình hạn chế show được ra bên ngoài, và mình giúp đã hoàn thành một cái clip tự giới thiệu khá là xuất sắc, thế là được rồi. Và nhưng hoàn toàn cái sự dụng người thi trong tất cả những cuộc thi. Và chủ tịch thí sinh nói với tôi rằng tôi nói rằng là không có khả năng nói rằng, nhưng sau một năm thì sau đó là việc kỹ năng này người, nên điều đúng tờ ở đây là chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được, tôi có thể thay đổi và tôi sẽ chạm tay đến một cái mơ của mình, và tôi sẽ đồng hành cùng thi luôn để giúp cho bạn ấy có thể không bằng ngôn ngữ nhưng bản mắt bằng những gì thể hiện sự thân thiện từ mỗi lời của mình, để thấy khẳng định rằng là thi luôn có thể kém cạnh. Đối với tôi thì là niềm tin lớn nhất của thi luôn không như người thi hành trước, bởi vì người thi hành là người mà tôi đã bắt đầu. Thank you.
chào mọi người. Đã có ai dậy chưa ạ? Cả nhà ơi, có ai dậy chưa ạ? Bây giờ là buổi sáng ấy, mọi người rất là ngủ nhiều. Chị trà cho lên dòng thời gian đi. Em bắt đầu cho nhân vật quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay. Và em xin được giới thiệu mọi người là Tết. Đây. Hello cả nhà. Xin được giới thiệu mọi người, đây là bạn trai ở Từ Tình Cốc của Thư Dung ạ. Xin chào mọi người. Em chào anh Cao Huy nhá. Xin chào. Đây là bạn trai Từ Tình Cốc Ngọc Danh. Ngọc. À, Thanh Ngọc. Bạn trai có lộ tên. Hôm nay thực ra là có một thông tin khá là thú vị, là thấy Thư Dung bay từ trong Sài Gòn ra, thì bạn trai Tuyệt Tình Cốc của Thư Dung đã đặt vé máy bay từ Dubai lập tức bay về Hà Nội để gặp Thư Dung ạ. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh bạn trai Tuyệt Tình Cốc của Thư Dung. Họ bay mới bay từ Dubai về nhá. Bạn ấy là con trai Lai Việt, người Việt Lai Dubai. Anh ấy thật phong độ kìa. Chào mọi người đi. Xin chào, vẫn đợi chờ một bóng hình ai. Cảm ơn lời khen của em. Anh vừa mới bay 12 tiếng từ bên Dubai về. Đúng rồi. Việt Nam. Anh đã để gặp em chứ. Việt Nam, anh về ngay Hà Nội để gặp Thư Dung. Bây giờ lại chụp như Việt Tình Cốc ạ. Anh nghệ sĩ em không, thực ra hôm nay em ra cà phê trò chuyện thôi để cùng trò chuyện với mọi người. Có ai hỏi gì không ạ? Anh vừa mới bay từ bên Dubai về đây, dâu nó tốt hơn, đẹp hơn rồi. Chưa kịp cạo dâu luôn. Chưa kịp cạo dâu. Thôi để như này cho nó men. Phi rong vậy. Em xinh quá, em cảm ơn anh nhá. Đẹp trai thế kìa. Cảm ơn chưa? Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn Nguyễn Tâm. Chào Yến Nhi nhá. Toàn vàng khối đỏ, xin hộ anh ít về trưng bày nhá. Thú thật với mọi người ấy, nhà của anh ý, anh đây, bạn trai Tuyệt Tình Cốc đây, rất là nhiều vàng. Và ai có muốn làm dâu Dubai thì xin hãy ghé qua đây nhá, để để gặp trực tiếp bạn Ngọc Danh nhá. Anh Ngọc, em không biết đâu. Bạn trai thì đâu mà chẳng nhớ tên gì cả. Mẹ chồng biết cười chết. Không thì mẹ chồng làm xem ấy. Đẹp trai mà phong độ quá. Đây. Cảm ơn em Tống Linh Thằng. Yến Nhi gái sao anh kể đơn kìa. Chào Yến Nhi nhé. Anh vừa học tiếng Việt được 5 tháng cho nên là anh nói phải đọc, anh phải đọc từng câu một anh mới hiểu được. Cảm ơn em nhé Yến Nhi. Cả nhà thông cảm nhé, vì bạn anh ấy vừa mới học tiếng Việt ạ, chưa có sói. Lần này về gặp Thư Dung anh sẽ trao dồi tiếng Việt thêm để
đi với em, đi với em. Rủ Nam Tiến đi kìa. Nam Tiến đi, đi. Cảm ơn em Cao Huy. Anh đang đợi Dung rủ con Nam đây. Qua điều tra được biết giá bán dâm của các video.